Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Trong ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót hôm nay, con cảm tạ hồng ân Chúa ban cho con. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Lạy Cha nhân lành, xin cho con có đủ can đảm để tiếp cận người khác trong tinh thần hòa bình, không oán hận hay dùng những lời gây chia rẽ. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, con hiến dâng những công việc trong ngày hôm nay cho tất cả những ai mang lại bình an đến với những người yếu thế hoặc đang đối mặt với bệnh tật. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, Cha nhấn mạnh một lần nữa, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Chính chúng ta mới là người mệt mỏi khi Ngài xin lòng thương xót nơi Ngài. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Cha, tạ ơn Cha đã cho con thêm một Chủ nhật đầy ân sủng cùng với sự hiện diện của Ngài. Con nhận lãnh những điều tốt đẹp Ngài đã làm cho con ngày hôm nay. Từ những điều con có, con đã trao ban điều gì? Không xét đoán, con nhìn lại ngày sống hôm nay của mình. Con có gặp gỡ những người cần mình không? Con có sẵn sàng lắng nghe họ và giúp họ bất cứ điều gì họ cần không? Con quyết tâm chăm sóc những người nghèo khổ nhất, những người hiện diện trong cuộc sống của con, đồng thời dành thời gian còn lại để cầu nguyện cho các nhân viên y tế, những người phục vụ những ai đau khổ một cách thầm lặng. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.